Em chào các bác, chúc toàn thể các bác mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Trước mắt các bác là những cái bộ combo em phối ghép theo yêu cầu của rất là nhiều bác. Và cái chính thì bên em thì tư vấn nhưng quyết định chính chọn sản phẩm âm ly, rồi những cái dòng sản phẩm loa, rồi vang, rồi equalizer và đầu đĩa là hoàn toàn là do các bác quyết định hết. Bên em tư vấn theo chuyên môn, còn quyết định chính vẫn là ở các bác và là người chơi. Trước mắt các bác là một bộ combo như các bác yêu cầu, một đôi Yamaha 975 cộng với cả một chiếc vang hát karaoke gia đình này, cộng với cả chiếc âm ly Marang đời 54 đấy, theo yêu cầu của các bác, vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke, thỉnh thoảng hát trong gia đình đấy. Các bác chọn những cái sản phẩm này ghép vào cho các bác, và hôm nay em ghép lên, em chụp và em sẽ quay lên để cho các bác nghe. Mà bên em thì ghép rất là nhiều, nhưng mà các bác yêu cầu thì ghép lên như thế này thì công nhận là nghe tiếng nhạc và chất âm thì hoàn toàn ngỡ ngàng. Em xin mời các bác thẩm âm nghe nhạc luôn nhé. Những cái dòng này thì nó, một bộ này của các bác thì nó cũng rất là tầm tiền, cực kỳ là chất, so với cái chất âm thì nó vượt trội hơn rất là nhiều so với tầm tiền. Sở hữu một bát 30, một chiếc chung, một chiếc tép với cấu hình ghép cùng với cả chiếc Marang 54D mà em không nghĩ là nó hay như thế này. Em xin mời các bác nghe nhạc và đánh giá luôn sau bản nhạc các bác nhé. Em test cả nhạc mạnh, cả nhạc bolero, nhạc vàng để cho các bác thẩm âm. Em xin mời các bác nghe nhạc nhé. Dù em rất buồn kia,
vào tim em. Những sao xuyến đã ngủ quên. Tình xa em đêm nay khu phố. Ba ngày có hay không ạ? Các bác có nhu cầu về sản phẩm audio thì liên hệ với em theo số 0983698887. Một bộ theo yêu cầu của các bác. Các bác cứ có nhu cầu về sản phẩm âm thanh, một bộ hát karaoke trong gia đình, trên 10, trên 20, trên dưới 20, trên dưới 30, rất nhiều tầm tiền, thì các bác alo cho em. Bên em tư vấn là một phần, nhưng quyết định chính vẫn là ở các bác nhé. Và mà clip sau thì em sẽ test một bản nhạc khác để cho các bác cùng thưởng thức chất âm của đôi Yamaha dòng loa cây, đôi 975. Đôi này cao trên 1 mét các bác nhé, sở hữu bát 30, gân vải lụa. Đây, các bác nhìn gân vải lụa đấy. Rất là mềm, dẻo. Đây, rốn là rốn mềm các bác nhé, rốn mềm. Rất là chất. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi một bộ hát karaoke trong gia đình. Em sẽ ghép nhiều các cái bộ combo để cho các bác trong những cái lúc mà dịch bệnh rất là căng. Đấy, các bác ở nhà nghe nhạc và hát karaoke rất là bổ ích, rất là lợi phổi. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.